Và cho phép chúng tôi xin được mời thí sinh mang mã số 404, thí sinh Nguyễn Hữu Phước sẽ cùng đến với phần thi của mình. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Hữu Phước xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và chúc tất cả quý vị có một buổi thi thật là bản lĩnh và tự tin và thành công. Và chúc các anh chị ban giám khảo mà Hữu Phước rất là yêu mến, mến mộ rất là lâu rồi, có nhiều sức khỏe, thành đạt và may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, em xin được tự giới thiệu, em là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1985 ạ. Và số báo danh là 404. Và để mở đầu phần thi ngày hôm nay, Hữu Phước xin được gửi tới tất cả quý vị một sáng tác của tác giả Mạnh Phát, nhạc phẩm Hoa Nở Về Đêm. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi, đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tình tặng người chưa biết một lần, vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh, niềm thương mê và ngàn đời dù gió đua rát rào còn đẹp như khi quen nhau. Ai lớn lên không từng hẹn hò, không từng yêu thương, nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trắng vôi mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trái. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông giọt vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần, vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của thí sinh mang mã số báo danh 404, Nguyễn Hữu Phước.